Anh chơi nha, mẹ đi rửa bát cái rồi tí nữa mẹ ra chơi với con nha, không thì con ra chơi với chị Cobi đi.
mẹ ra mẹ lấy cho. Hả? Thấy mẹ có bánh hơi thèm đúng không? Đúng không? Đúng không Mon? Chắc là Mon đi mét chị cái gì nữa. Tại vì nãy có mỗi Mon là thấy mẹ có bánh thôi mà. Cái này mẹ bóc cái nào. Nhanh không? Mon cũng thích nè. Bánh gì nhờ? Bánh bía nhân sầu riêng nè. Bánh này đặc sản ở Sóc Trăng á. Nè, ngồi xuống đây mẹ lấy cho. Ngon hả? Mẹ khui ra nha. Ôi Mon cũng đòi quá nè. Mon cũng thèm mà Mon. Nãy Mon thấy mẹ cầm bánh là Mon thèm đúng không? Ui. Cái này bóc sao nhờ, cứng nhờ. Thầy gì nãy giờ cô Vi bóc mãi chưa được. Thơm mùi sầu riêng quá. Đúng món cậu Vi thích nè. Một hộp có mấy cái? 4 cái à. Ôi, ngon nhỉ. Rồi bây giờ ba mẹ con mình cùng khui ra nha. Thì cái bánh này là phải để trong tủ lạnh nó mới ngon. Đáng lẽ sáng này mình phải để tủ lạnh nó mới ngon. Để mày bẻ ra cho. Cho cô Vi nè. Con ơi, cho con này. Nè nó măng. Cứ cầm ăn đi. Ăn đi, đúng rồi. Món ăn ngon quá trời nè. Xem nào, để mày bóc cái vỏ cho nào. Đây này. Ý. Này, ăn đi, con ăn đi. Này, mày bóc cái vỏ cho cô Vi này. Vi chỉ thích ăn cái vỏ bánh thôi, không thích ăn cái nhân. Cái nhân hơi ngọt à. Này, Mon này. Mon ơi. Toàn ăn cái vỏ thôi, cái phần con nhất là bên trong nhân thì không ăn. Tại sao hai chị em muốn ăn á thì nói mẹ mày lấy ra nha, không có được ăn trộn như thế nữa nhá, nhá. Mẹ dặn bao nhiêu lần rồi, nói mẹ mày lấy cho ăn chứ có sao đâu, đúng không? Bánh mày cất để làm cho tụi con mà, nhớ cho Vi nhá. Vi lấy hay Mon lấy á? Chắc là Mon bày con lấy đúng không? Đúng không? Nhớ chưa? Mẹ nhớ mẹ dặn.